Xin chào quý khán giả đến với chương trình truyền hình trực tiếp cùng với Phạm Khanh. À, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi nghĩ rằng có một cái chương trình đặc biệt mà rất là giữ vị quan tâm, đặc biệt là những vị có người thân, thân nhân ở Việt Nam à, muốn được bảo lãnh sang Mỹ theo những cái diện mà hiện giờ rất là hot. Và trong studio của Leader Sài Gòn TV hiện giờ đó là Johnny. Chào Johnny. Hello, chào anh Khanh. Xin ừ. chào. Dạ. Johnny à, xin chào quý vị khán giả, dạ cũng một năm rồi mới được gặp lại anh khán. Đúng rồi, mà cái show nào em lên vẫn nói là rất đông khán giả gọi vô, mà không gọi cho em mà gọi cho anh Cảm ơn anh thành rất là nhiều à, dạ. Johnny, sau một năm thì em có thể đầu tiên hết cho biết uh, quý khán giả biết rằng là có những gì mới về vấn đề di trú hay là không Nhất là kể từ khi ông Tổng thống Trump mà có vẻ càng ngày càng khắc khe hơn đó thì có yeah. thuận lợi cho mình vấn đề di trú hay không? dạ thưa anh thì uh, cũng kính thưa quý vị khán giả cho Johnny rất là vui khi thông báo với quý vị là hiện tại bây giờ chương trình TV3 khi mà lúc mà Johnny lên thì nói với quý vị cách đây một năm thì chương trình của chúng tôi đã có trên dưới 15 hộ gia đình đã được đặt chân tới Mỹ thưa quý vị và wow. họ đã ban bắt đầu làm việc trong các nhà máy rồi thì chúng tôi cảm thấy đó là một cái niềm ăn ủi cực kỳ cực kỳ lớn đối với Johnny cũng như toàn bộ đội ngũ ở Việt Nam cũng như là tại Mỹ thưa anh em nói thêm rõ thêm về 15 gia đình mà em nói định cư tại Mỹ thì đi theo cái diện gì và cái nghề nghiệp hiện giờ họ là làm là như thế nào? Dạ thì hồi lúc thưa quý vị, cách đây một năm thì Johnny có nói về cái việc là Johnny đang tuyển cho một nhà máy chế biến thịt gà tại tiểu bang South Dakota thì hiện tại cái uh, những cái gia đình này đó anh họ đã đặt chân sang tới Mỹ cũng như là con cái họ đã đi đến trường và họ đã bắt đầu vô hãng và làm việc rồi và cái diện mà họ đi đó là diện EB3 có một vài quý vị thì là họ phỏng vấn tại Việt Nam có một vài quý vị thì là họ đã có mặt ở Mỹ và là họ tiếp tục vô hãng họ làm luôn ừ. thưa quý vị dạ yeah. wow vậy thì tuyệt vời quá Vấn đề thứ hai đó là anh thấy cũng có nhiều quý vị hay thắc mắc đó là những du học sinh dạ. bây giờ du học sinh sang Mỹ như là việt nam sang Mỹ sang Mỹ nhiều lắm phải không ạ à? thế thì du học sinh mà qua đây nhiều khi họ kết hôn lập gia đình thì có những cái trường hợp họ phải quay về việt nam để phỏng vấn dạ, chứ vậy. không có được ở đây thì không biết rằng là bên công ty của em có cách nào giúp cho những du học sinh đó có thể ở lại đây khỏi phải tốn tiền vé máy bay khỏi về <laughs> à, việt nam lo lắng này kia mà được phỏng vấn tại đây hay không dạ thưa có anh Thưa anh là hiện tại theo luật định của Mỹ thưa quý vị thì nếu mà du học sinh hoặc là người di du lịch nếu mà quý vị đang có mặt ở Mỹ và quý vị đang có hồ sơ bảo lãnh thì chúng ta có thể chuyển diện tại Mỹ chúng ta không bắt buộc phải quay ngược về Việt Nam để phỏng vấn thì đây là luật định của luật pháp của Mỹ họ cho phép chúng ta được làm điều này Thì tuyệt vời quá Sáng dịp em có thể update những cái tin tức mới về vấn đề uh, di trú nè rồi kể cả những cái chương trình bảo lãnh có gì mới mẻ trong năm nay hay không? Dạ cảm ơn anh Khanh. À, rất vui khi mà Johnny muốn thông báo quý vị là hiện tại thì công ty Johnny lại tiếp tục đang mở ra 3 job. Và thứ nhất là chúng ta vẫn có một job bây giờ bên Johnny vẫn làm và chạy rất là phải nói rất rất là tốt luôn về mặt hồ sơ, giấy tờ và có rất là nhiều gia đình đã đi được. Thứ nhất đó là tiểu bang uh, South Dakota chúng ta làm trong nhà máy chế biến thịt gà. Wow. Thứ hai là hiện tại Johnny đang tuyển cho một chuỗi các nhà hàng của bán đồ Mexican fast food đó anh uh -huh. ở tiểu bang Georgia Atlanta và thứ ba nữa là hiện tại điều này là điều quan trọng nhất và đây là chương trình Johnny cách đây mới ba ngày thôi thưa, thưa quý vị Johnny vừa đáp chuyến máy bay từ Việt Nam sang Sacramento để Johnny thăm cái chuỗi nhà hàng bán đồ Nhật Bản và đồ Hàn Quốc và ừ. hiện tại Johnny đang tuyển cho các cái người làm trong bếp của cái chuỗi nhà hàng này và điều đặc biệt là cái location đó anh nó nằm ngay Sacramento luôn thưa quý vị tại vì khi mà quý vị thường biết đó, chương trình V 3 thường họ sẽ đưa chúng ta về những cái nhà máy những cái vùng nó khá là xa Đúng ví dụ này. như là ở uh, Georgia, chẳng hạn đúng không ạ ừ. hoặc là sao dakota nhưng mà hiện tại đặc biệt của cái chương trình nhà hàng này là nằm ngay sacramento mà quý vị biết rồi đó sacramento là thủ, thủ phủ của california Cali. dạ vâng Tiếng những vậy. thứ đẹp nhất những thứ tinh tế nhất của california ừ. đều được nằm ở đó thưa quý vị thì ừ. điều đó là cho nên cảm thấy là một điều cực kỳ tốt và đặc biệt đối với chương trình này cho nên cực kỳ cực kỳ hy vọng nó sẽ mở ra cho các bạn du học sinh một cái con đường mới một cái cách mới để quý vị để các bạn tiếp cận cái công việc thì đây là một cái hướng mà cho nên nghĩ là các bạn cũng rất rất là quan tâm nên nếu mà quý vị và các bạn nào mà mình có con em á ừ. mà đang du học ở mỹ chúng ta đang kiểu chúng ta đang không biết là sau khi chúng ta học xong ra chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đó. về con đường hướng nghiệp hay như thế nào đó quý vị hãy liên lạc với cho tại vì thật sự ra thì trước khi mà ngồi đây với anh Khanh á, thì Johnny cũng là một du học sinh quý vị Johnny ừ. cũng từng đi sang Úc học, cũng đi sang Mỹ cho nên Johnny nghĩ là ở một góc độ nào đó về mặt kinh nghiệm thì không nhiều nhưng mà gọi là một cái những cái mình đã từng trải qua thì hy vọng có thể những cái nhỏ nhặt đó của mình sẽ chia sẻ được với các bạn du học sinh ừ. Bây giờ cái câu hỏi cuối cùng anh muốn hỏi em đó là sau khi mà được qua Mỹ rồi những du học sinh hoặc là những công nhân đó đi làm hay có gì đó rồi hướng tương lai xa xôi hơn họ có được thẻ xanh hoặc là quốc tịch gì là không? À, cái này thưa anh thì cái này nó phải tùy vào mỗi trường hợp thưa quý vị ừ. Tại vì cái này nó phải thứ nhất là chúng ta phải xem các bạn du học sinh đó có đủ điều kiện để được nhận vào hãng làm việc hay không Tất nhiên nếu khi quý vị được đủ điều kiện nhận vào hãng làm việc Thì lúc đó hãng sẽ bắt đầu nộp hồ sơ xin những cái giấy tờ cần thiết từ bộ lao động và sở di trú Và công ty Johnny thưa quý vị chúng tôi đã có trên 12 năm kinh nghiệm làm việc trong cái vấn đề di trú Đặc biệt là trong vấn đề việc làm Và chúng tôi có thể khẳng định là về số lượng hồ sơ và số lượng người và số lượng đầu hồ sơ thành công quý vị thì chúng tôi tin chắc là chúng tôi đứng cũng phải là nhất hoặc là nhì của Việt Nam. Wow, vậy thì tốt quá. Rồi Sao vậy anh hỏi luôn luôn. Nếu mà những cái hồ sơ mà của những cái người sinh đi du học hoặc là những cái hồ sơ uh, di trú khác mà họ đã từng bị từ chối thì không biết là công ty Johnny có cách nào để mà giúp họ có nhiều cái cơ hội hay là không? Dạ có thưa anh, đối với các cái hồ sơ mà đã bị từ chối quý vị đừng nản lòng nha quý vị cứ hãy liên lạc với Johnny bởi vì bên Johnny có một hệ thống, một cái đội ngũ, những cái người luật sư tại Mỹ người ta nắm rất rất rõ cái vấn đề đó cho nên là họ sẽ xem xét hồ sơ của quý vị rất là kỹ nếu mà cái trường hợp nào họ có thể cảm thấy là họ giúp được quý vị thì chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị ngay chứ quý vị không cần phải nói là ồ ví dụ có rất là nhiều khách hàng của họ cho nên là tôi đã phỏng vấn đi du lịch một lần rồi tôi rớt thì không biết tôi có thể làm được diện EB3 đi làm hay không thưa quý vị ở Mỹ thì nó có hai cái đầu visa chính là visa không định cư và visa định cư thì hai cái nó xét hoàn toàn riêng biệt thưa quý vị quý vị rớt visa du lịch không có nghĩa là chúng ta sẽ không đi được chương trình này nhé wow thì tuyệt vời quá quý vị đến với Johnny để biết thêm chi tiết về những cái chương trình di trú đặc biệt là trong ngày hôm nay Johnny cho biết rằng là những du học sinh nếu mà đáp ứng được những cái điều kiện thì không cần thiết phải về Việt Nam mới phỏng vấn mà có thể phỏng vấn ngay tại đây tạo điều kiện thuận lợi dễ dàng vô cùng à, đặc biệt là những cái chương trình mà à, sắp đến ông à, tuyển người à, tuyển người à, từ việt nam sang mỹ để mà làm theo những cái chương trình lao động mà trong đó cái địa điểm mà lao động lại nằm ngay thủ phủ của california tức là sacramento thì phải nói là tuyệt vời quá rồi Nhưng mà chắc là chỗ thì rất là hạn chế mà thôi ai gọi sớm à, thì có nhiều cái cơ hội sớm thế thì thẳng dịp hỏi luôn một chút xíu luôn là cái điều kiện cho những cái người mà muốn đi làm lao động như vậy đó thì vấn đề tài chính làm sao ờ, nghe đồn rằng là phải có nhà cửa giường tược này kia mới có thể chứng minh việc làm được Rồi ông Việt em có thể cho biết thêm dạ thưa anh như trên này đã nói với vị ở các show trước rồi ạ đối với chương trình mi 3 thì đối với điều kiện chúng tôi không yêu cầu quý vị phải chứng minh tài sản, tại vì đây là một chương trình chính phủ Mỹ không bắt quý vị phải chứng minh tài sản. Ừ. Chúng tôi chỉ yêu cầu thứ nhất là về độ tuổi, thứ hai nữa là về sức khỏe của quý vị. Chỉ cần hai điều kiện đó quý vị đáp ứng đủ thì quý vị đủ tiêu chuẩn cho chương trình Visa thôi. Wow, đi làm mà phải không?